chương trình cũng là một sản phẩm mới của Oshima. Thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn là đầu xịt OS30A. Cái loại đầu này nó rất là mạnh các bạn ạ. Và các bạn nhìn thấy là trên cái đầu xịt này nó được thiết kế với là một lớp sơn tĩnh điện rất là bóng đẹp. Và ở đây các bạn nhìn thấy cái đầu bơm này nó có được sản xuất bằng chất liệu đồng. Thì ở dưới chân đế thì các bạn nhìn thấy cũng có hai cái đế này được làm bằng thép. Cái này chúng ta có thể là bắt vào là dàn sắt xi hay là bắt vào bất cứ cái chỗ nào mà chúng ta có cái đầu kéo, tùy thuộc vào chúng ta dùng đầu kéo máy nổ hay là motor nhé các bạn. Và các bạn nhìn thấy ở trên đây, đầu tiên ở cái đầu xịt thì sẽ thấy là đây là một cái đường nước vào, đường hút nhé các bạn, đường hút. Và ở đây là một cái đầu, một cái đường xả, tức là đường nước hồi về. Và đây là hai cái van xả. Và các bạn thấy ở đây là một cái nút để chúng ta tăng áp và giảm áp. Chúng ta muốn áp mạnh thì chúng ta vặn vô, còn chúng ta muốn áp nhẹ chúng ta hạ, tùy theo cái mức độ của chúng ta xịt. Và ở đây là một cái đồng hồ áp và cũng nút xả. Rồi trên đây các bạn nhìn thấy có một nút để xả, để châm nhớt. Đầu này chúng ta phải châm nhớt đấy các bạn, chỉ cần mở ra là chúng ta có thể là châm nhớt vào. Châm trong chúng ta lắp lại thì chúng ta xài là bình thường rồi. Và các bạn khi châm nhớt, các bạn sẽ nhìn ở đằng sau đây có một cái mắt này chúng ta để theo dõi xem nào mình đã có châm nhớt vào trong này chưa, và châm nhớt đủ hay chưa, và thừa hay hụt nhớt thì các bạn cứ xem ở đằng sau cái mắt này, chúng ta sẽ biết được là cái mức độ nhớt đã vừa và cần hay chưa. Và các bạn thấy ở đây là một con ốc để chúng ta xả nhớt. Chúng ta xài một thời gian lâu thì chúng ta sẽ thay cái nhớt của nó đi. Và các bạn nhìn thấy ở đây là có ba cái nắp đồng. Ba nắp đồng này là được thiết kế để chúng ta châm mỡ bò. Khi mà chúng ta châm mỡ bò vào đây thì các bạn lưu ý, khi cái đầu xịt này chúng ta xịt với một tốc độ là nếu mà xịt liên tục thì trong vòng tầm khoảng 10 ngày hay nửa tháng các bạn phải châm mỡ bò vào đây. Tại sao các bạn phải châm mỡ bò vào đây? Cả vì là ở cái đầu xịt này chúng ta dùng bằng piston nén đẩy, thì ở đây nó có 3 cái piston, trong này có 3 piston nó chạy liên tục, thì có 3 cái nút này là nó có tác dụng là đưa mỡ buổi để bôi trơn cái piston đó. Nếu như chúng ta không châm mỡ liên tục thì cái piston này lâu ngày chạy nó sẽ bị xước đó. Thì chúng ta phải nên nhớ chúng ta phải châm nhớ mỡ. Và ở đây là một cái chỗ để cho chúng ta lắp cái buli đó. Là vì đầu kéo, cái đầu xin này chúng ta phải dùng đầu kéo thì nó mới hoạt động được. Đầu kéo chúng ta có thể dùng bằng máy nổ hay là dùng bằng motor. Thì đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn luôn. Đây buli của nó đây. Buli này được làm chất liệu bằng nhôm các bạn nhé. Đó, cho nên là nó rất là nhẹ và lại rất là bền, không bị sét rỉ khi mà tiếp xúc với lại nước nhiều. Chúng ta đi xịt thuốc hay là rửa xe thì đó là chúng ta phải tiếp xúc với lại nước và tiếp xúc với lại hóa chất. Và ở theo máy thì được đi theo là một bộ rất nhiều giò các bạn nhé. Cái giò này khi mà chúng ta xài lâu rồi á, thì cái giò nó bị mòn thì chúng ta có thể thay thế bằng nó để cho nó không bị rỉ nước. Và được đi kèm theo một chiếc khóa để chúng ta mở thay giò. Và đây là một cái nọc rác. Chúng ta dùng đầu xịt này chúng ta phải có cái nọc rác này để cho nó khỏi lên rác, nó không có bị vào trong bơm, không bị tắc nghẽn bơm.